Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình của môn Toán lớp 6, sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn Toán lớp 6, sách cánh diều. Bài 5, trang 22, 23, 24. Bài 5, phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên. Rồi trước hết là mời các em chúng ta cùng vào bài toán khởi động. Vi khuẩn E. coli có trong điều kiện nuôi cấy thích hợp, cứ 20 phút lại phân đôi một lần. Giả sử lúc đầu có một vi khuẩn, sau 120 phút thì có bao nhiêu vi khuẩn? Các em quan sát hình ảnh phóng to của vi khuẩn E. coli. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán là như sau. Ở đây các em biết là 20 phút thì vi khuẩn phân đôi một lần. Như vậy 120 phút thì các em tính xem là vi khuẩn phân đôi mấy lần. Từ đó các em nhân lên. Ở đây các em tính xem là 120 phút nó gấp 20 phút là bao nhiêu lần. Thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì số lần phân đôi cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Tức là muốn tính số lần phân đôi thì các em lấy 120 chia cho 20. Rồi cụ thể, chúng ta có số lần vi khuẩn phân đôi sau 120 phút là, các em lấy 120 chia cho 20 thì bằng 6, tức là 6 lần. 20 phút thì phân đôi một lần, như vậy 120 phút thì vi khuẩn phân đôi 6 lần. Từ đó các em dễ dàng tính được là nếu lúc đầu có một vi khuẩn thì sau 120 phút sẽ có số vi khuẩn là, lúc đầu có một, phân đôi một lần ta có 1 × 2, 1 × 2 vi khuẩn. Ở đây là phân đôi 6 lần. Như vậy chúng ta có phân đôi lần 2, phân đôi lần 3, phân đôi lần 4, phân đôi lần 5. Cứ mỗi lần phân đôi các em lại nhân với 2. Phân đôi lần 6. 2 x 2 bằng 4. 4 x 2 bằng 8. 8 x 2 bằng 16. 16 x 2 bằng 32. 32 x với 2 bằng 64. Như vậy là sau 120 phút thì sẽ có số vi khuẩn là 64. 64 vi khuẩn. Rồi bây giờ mời các em vào phần 1 la mã, phép nâng lên lũy thừa. Đầu tiên chúng ta vào phần hoạt động 1. Người ta viết gọn tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân. Chẳng hạn, ở đây tổng của 6 số hạng bằng nhau và bằng 2. Tức là chúng ta có tổng của 6 số 2. Nói cách khác là số 2 được lấy 6 lần. Các em viết gọn thành phép nhân là 2 x 6. Thể hiện là số 2 được lấy 6 lần. Rồi như vậy là đối với phép cộng thì các em viết gọn là như vậy. Còn đối với phép nhân, ta cũng có thể viết gọn tích của nhiều thừa số bằng nhau. Chẳng hạn, tích của 6 thừa số 2. Ở đây chúng ta có 6 số 2 nhân với nhau
thì các em có thể viết gọn là 2 mũ 6. 2 mũ 6. Số 2 người ta gọi là cơ số. Và số 6 người ta gọi là mũ, số mũ. Ta có 2 mũ 6 bằng 6 số 2 nhân với nhau. 6 số 2 nhân với nhau bằng 64. Vậy các em có thể viết là 2 mũ 6 bằng 64. Rồi đây thầy giáo ví dụ thêm. Ba số 8 cộng với nhau thì người ta có thể viết gọn là 8 nhân 3. Số 8 được lấy 3 lần. 5 số 2 cộng với nhau thì người ta có thể viết gọn là 2 nhân 5. Tức là số 2 được lấy 5 lần. Ở đây 3 số 8 cộng với nhau thì các em viết gọn là 8 nhân 3. Còn trường hợp 3 số 8 nhân với nhau thì các em có thể viết gọn là 8 mũ 3. 8 người ta gọi là cơ số. Còn 3 người ta gọi là số mũ. Thì 8 mũ 3 bằng 3 số 8 nhân với nhau. Ở đây 8 gọi là cơ số và 3 gọi là số mũ. Năm số 2 nhân với nhau thì chúng ta viết gọn là 2 mũ 5. 2 mũ 5 tức là 5 số 2 nhân với nhau. Ở đây số 2 người ta gọi là cơ số, còn 5 người ta gọi là số mũ. Rồi tương tự 9 mũ 6 thì các em có thể viết thành mấy số 9 nhân với nhau. Và số 9 người ta gọi là gì? Số 6 người ta gọi là gì? Thì các em có thể comment ở bên dưới video nha. Rồi bây giờ mời các em vào phần kiến thức trọng tâm. Lũy thừa bậc n của A, ký hiệu là A mũ n, là tích của n thừa số A. Và người ta có thể viết là A mũ n bằng A nhân chấm 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 nhân A. Ở đây thể hiện là n thừa số A. Với điều kiện là n thuộc n sao, có nghĩa là n lấy từ 1 trở đi, không lấy 0. N sao là tập hợp các số tự nhiên từ 1 trở đi. Thì số A người ta gọi là cơ số, n người ta gọi là số mũ. Và đây các em lưu ý là người ta quy ước A mũ 1 thì bằng A. A mũ 1 tức là chỉ có một số A thôi. Rồi đây thầy giáo ví dụ là 3 mũ 4. 3 mũ 4 trong trường hợp này là n bằng 4. Như vậy là các em sẽ viết bằng 4 số 3 nhân với nhau. 1, 2, 3, 4. 3 mũ 4. Các em có thể viết thành tích là 4 số 3 nhân với nhau. Ở đây 3 người ta gọi là cơ số và 4 người ta gọi là số mũ. Thì lúc này chúng ta có là 4 thừa số. 4 thừa số 3. 3 được gọi là cơ số và 4 được gọi là số mũ. Người ta quy ước A mũ 1 bằng A. Ví dụ chúng ta có 3 mũ 1 thì bằng 3. Lúc này là chỉ có 1 số 3 thôi. 10 mũ 1 bằng 10. Chỉ có 1 số 10 thôi. 234 mũ 1 thì cũng chỉ bằng 234 thôi. Đúng không? Rồi như vậy là phép nhân nhiều thừa số bằng nhau thì người ta gọi là phép nâng lên lũy thừa. Chú ý, A mũ N, các em đọc, có rất nhiều cách đọc. Các em đọc là A mũ N, hoặc là A lũy thừa N, hoặc là lũy thừa bậc N của A. Đúng không? Như vậy là các em có 3 cách đọc. A mũ N,
là cách đọc thứ nhất. A lũy thừa N là cách đọc thứ hai. Và lũy thừa bậc N của A là cách đọc thứ ba. Rồi còn A mũ 2 thì các em cũng có thể đọc là A mũ 2, A lũy thừa 2 hay là lũy thừa bậc 2 của A. Và ở đây thì A mũ 2 các em còn có cách đọc khác là A bình phương hay là bình phương của A. A mũ 3 thì các em cũng có thể đọc là A mũ 3, A lũy thừa 3, lũy thừa bậc 3 của A. Và các em còn có cách đọc riêng, đó chính là A lập phương hay là lập phương của A. Rồi bây giờ mời các em vào ví dụ 1. Đọc các lũy thừa sau và nêu cơ số, số mũ của chúng. Câu A là 3 mũ 7, câu B là 5 mũ 3. Rồi đầu tiên là 3 mũ 7 thì các em có rất nhiều cách đọc. Các em đọc là 3 mũ 7 này, 3 lũy thừa 7 này, hay là lũy thừa bậc 7 của 3 này, đúng không? Thì trong đó 3 là cơ số, 3 là cơ số, còn 7 là, 7 là số mũ. Câu B, 5 mũ 3, các em có rất nhiều cách đọc. 5 mũ 3 này, 5 lũy thừa 3, lũy thừa bậc 3 của 5, 5 lập phương hay là lập phương của 5. Thì trong đó 5 là cơ số và 3 là số mũ. Hay là các em có thể trả lời là cơ số là 5 và số mũ là 3 cũng được. Rồi đây thầy giáo nêu thêm ví dụ. Đọc các lũy thừa sau và nêu cơ số, số mũ của chúng. Rồi đầu tiên là 8 mũ 7 này. Các em có thể đọc là 8 mũ 7, 8 lũy thừa 7, lũy thừa bậc 7 của 8. Ở đây cơ số là 8 và số mũ là 7. 9 mũ 2, các em có thể đọc là 9 mũ 2, 9 lũy thừa 2, lũy thừa bậc 2 của 9. 9 bình phương hay là bình phương của 9. Rồi 6 mũ 3, các em có thể đọc là 6 mũ 3, 6 lũy thừa 3, lũy thừa bậc 3 của 6, hay là 6 lập phương, hoặc là lập phương của 6. Và ở đây 6 là, 6 là cơ số và 3 là số mũ. Chỗ này là 9 là cơ số và 2 là số mũ, 8 là cơ số và 7 là số mũ. Tiếp theo các em sang ví dụ 2. Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa. Câu E, 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2. Ở đây các em nhận thấy là có 5 thừa số 2 nhân với nhau. Thừa số là 2, như vậy cơ số sẽ là 2. 5 thừa số 2, như vậy số mũ là 5. Các em viết dưới dạng lũy thừa bằng 2 mũ 5. Câu B, ở đây chúng ta có 6 thừa số 3. 6 thừa số 3, tích này có 6 thừa số 3. Thừa số là 3, cho nên cơ số là 3. 6 thừa số, như vậy số mũ là 6. Các em viết thành 3 mũ 6. Rồi bây giờ mời các em vào phần luyện tập và vận dụng 1. Viết và tính các lũy thừa sau. Câu E là 5 mũ 2. 5 mũ 2. Câu B là 2 lũy thừa 7. Câu C là lũy thừa bậc 3 của 6. Thì câu E 5 mũ 2 ta có số mũ sẽ là 2. 2 lũy thừa 7, như vậy số mũ sẽ là 7.
lũy thừa bậc 3 của 6. Như vậy số mũ sẽ là 3. Bậc 3, lũy, số mũ là 3. Rồi, các em sẽ làm câu A. 5 mũ 2, cơ số là 5, số mũ là 2. Sẽ bằng 5 x 5. Tích này sẽ có 2 thừa số 5. Mũ 2 cho nên sẽ có 2 thừa số giống nhau. 5 x 5 và các em tính ra bằng 25. Rồi câu B. 2 lũy thừa 7. 2 lũy thừa 7 tức là cơ số là 2 và số mũ là 7. Số mũ là 7. Như vậy tích này sẽ có 7 thừa số. 7 thừa số 2. Rồi các em nhân với nhau. Kết quả bằng bao nhiêu? Bằng 128. Câu C. Lũy thừa bậc 3 của 6. Bậc 3 của 6, 6 là cơ số. Số mũ là 3. Số mũ là 3 thì sẽ có 3 thừa số. Tích sẽ có 3 thừa số. 6 nhân 6 nhân 6. Và các em tính được xem kết quả bằng bao nhiêu. Có đúng là bằng 216 không? Rồi tiếp theo các em sang ví dụ B. Tính các lũy thừa sau. A là 10 mũ 3. 10 mũ 3, số mũ là 3 thì tích sẽ có 3 thừa số. 10 x 10 x 10 là 3 thừa số. 10 x 10 x 10 thì bằng 1000. Rồi B là 10 mũ 6. Số mũ là 6 thì tích sẽ có 6 thừa số. Cụ thể là 6 thừa số 10. 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 và bằng 1 triệu. Từ đây thì chúng ta rút ra một lưu ý sau. Với n là số tự nhiên khác không, ta có 10 mũ n sẽ bằng 1 và đằng sau số 1 là có n chữ số 0. Đây là người ta rút ra một cái kết luận rất là hay. Ví dụ ở trên là 10 mũ 3, số mũ là 3 thì 10 mũ 3 sẽ bằng 1 và đằng sau số 1 là 3 chữ số 0. 10 mũ 6 sẽ bằng 1 và đằng sau số 1 là 6 chữ số 0. Đúng không? Và người ta viết dạng tổng quát là 10 mũ n bằng 1 và đằng sau số 1 là có n chữ số 0. Các em ghi nhớ nha. Tiếp theo các em sang ví dụ 4. Câu E. Viết 16 dưới dạng lũy thừa của 2. Tức là các em có thể hiểu là 16 bằng 2 mũ mấy. Đúng không? Câu B. Viết 100.000 dưới dạng lũy thừa của 10. Tức là các em có thể hiểu là 100.000 thì bằng 10 mũ mấy. Đơn giản vậy thôi. Câu E. Muốn viết 16 bằng 2 mũ mấy thì các em làm như sau. Viết dưới dạng lũy thừa của 2, các em lấy 16 chia 2 bằng 8. 8 các em chia tiếp cho 2 bằng 4. 4 chia tiếp cho 2 bằng 2. 2 chia tiếp cho 2 bằng 1. Rồi đến đây thì 1 không chia được cho 2 nữa. Như vậy là các em có thể viết là 16 bằng 1, 2, 3, 4 bằng 2 mũ 4, đúng không? 16 bằng 4 số 2 nhân với nhau. 4 số 2 nhân với nhau thì bằng 2 mũ 4. Ở đây 4 thừa số giống nhau. Như vậy số mũ là 4. Rồi tương tự 100, 100.000. Viết dưới dạng lũy thừa của 10. Thì đầu tiên là các em chia cho 10. Chia cho 10 thì bằng 10.000. Chia tiếp cho 10 thì bằng 1.000. 1.000 chia tiếp cho 10 thì bằng 100. Cứ mỗi lần chia các em gạch đi một chữ số 0. 1.000 chia 10 bằng 100. 100 chia 10 bằng 10. 10 chia 10 bằng 1. Rồi như vậy là có mấy thừa số 10? 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không?
có 5 thừa số 10 nhân với nhau này. 5 thừa số, như vậy số mũ là 5 bằng 10 mũ 5. Rất là dễ. Rồi ở đây câu B thì các em có thể áp dụng cái phần lưu ý ở trên mà thầy giáo vừa phân tích. 10 mũ N, đúng không? 10 mũ N thì bằng 1, và đằng sau số 1 là có N chữ số 0, đúng không? Ở đây số 100.000, đằng sau số 1 là có 5 chữ số 0. Có 5 chữ số 0, như vậy các em sẽ viết thành 10 mũ 5, đúng không? Đây là trường hợp đối với câu B, các em làm nhanh thì các em làm vậy. Rồi tiếp theo các em sang phần luyện tập và vận dụng 2. Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước. A 25, cơ số 5. Cơ số 5 thì các em có thể hiểu là 2 năm bằng 5 mũ mấy, đúng không? Rồi câu B, 64 cơ số 4. 64 cơ số 4 thì các em có thể hiểu là 64 bằng 4 mũ mấy. 64 bằng 4 mũ mấy. Rồi đầu tiên là 25. Cơ số 5 thì các em chia cho 5 thôi. 2 5 chia 5 bằng 5. 5 chia 5 thì bằng mấy? Bằng 1. Như vậy là 2 5 thì bằng 5 x 5. Ở đây có 2 thừa số giống nhau. Do đó số mũ là 2. Cơ số là 5 và số mũ là 2. Rồi, 64 cơ số 4. 64 cơ số 4 thì là các em phải lấy 64 chia 4. 64 chia 4 thì bằng 16. 16 chia 4 thì bằng 4. 4 chia 4 thì bằng 1. Như vậy là 64 sẽ bằng 4 nhân 4 nhân 4. Thừa số 4, ta có cơ số là 4. 3 thừa số, ta có số mũ là 3. Rồi bằng 4 mũ 3.